Xin chào tất cả các đạo hữu đã đến với kênh Truyện Audio. Các bạn hãy để lại cho mình những ý kiến đóng góp bằng cách để lại những góp ý của các bạn ở phần bình luận. Và mình sẽ đọc những ý kiến của các bạn để có thể hoàn thiện hơn và giúp các bạn có những giây phút thư giãn nhất. Ủng hộ mình bằng cách like hoặc chia sẻ. Mình xin chân thành cảm ơn các đạo hữu. Tiểu tăng tâm có điểm mù đã được thí chủ giải đáp, còn về Phật pháp cảm ngộ chưa đủ sâu còn mời thí chủ giải đáp thêm. Thiên Tâm hắn không chút nào giấu giếm liền trực tiếp hỏi. Thiên Tâm hỏi đến đây Tiểu Vân có chút im lặng. Ban nãy hắn lời nói có chút thừa một chút, nhưng lời nói đi ra cũng không thể thu lại được. Hắn nói Thiên Tâm Phật pháp kém chút liền chính là coi Thiên Tâm kém. Nhưng mà chính hắn cũng không nhìn ra Thiên Tâm vì sao Phật pháp kém, hắn một chút Phật pháp còn không biết đến đây. Tiểu Vân đôi mắt nhắm lại, vào những tình huống như này vẫn phải để bản thân chấn định trước, sau đó nhờ tới hệ thống ta cần thông tin người trước mặt. Từ khi Tiểu Vân hắn lên cấp cao hơn, hệ thống càng có thêm nhiều chức năng. Chức năng của hệ thống nhiều vô số nhưng mà cũng đi kèm với những lần trừ đi điểm kinh nghiệm không hề nhỏ. Duy nhất chức năng đưa ra thông tin này cực kỳ hữu dụng, giá cả cũng không quá đắt đỏ, 100 điểm kinh nghiệm một người. Tiểu Vân ý niệm vừa ra liền thấy số điểm giảm đi 100 điểm cùng với thông tin của Thiên Tâm xuất hiện toàn bộ trước mặt Tiểu Vân. Họ và tên, thế lực. Thiên Tâm đúng là từ Vân Nha Tự, hơn nữa còn là Phật tử của Vân Nha Tự. Thân phận này cũng thật sự không nhỏ chút nào. Sau đó Tiểu Vân hắn nhìn thêm xuống bên dưới, thông tin của Thiên Tâm thật sự không có nhiều. Không phải hệ thống không có mà vị này cũng không có quá nhiều thông tin. Chỉ có thông tin về sách và công pháp của người này thì lại cực kỳ nhiều, nhiều đến khó tin ạ. Tiểu Vân quan sát một chút liền biết được bản thân tiếp theo cần làm gì. Vẫn là hệ thống hữu dụng lại giúp hắn thêm một lần. Thiên Tâm Pháp Sư, ta nói ngươi Phật Pháp cảm ngộ chưa đủ sâu, đơn giản vì ngươi cảm ngộ chỉ là tiểu thừa Phật Pháp. Lời nói rơi xuống không chỉ Thiên Tâm trong lòng như nhấc lên sóng lớn mà ở tu tiên giới một nơi khác, Vân Nha Tự người cũng như nhấc lên sóng lớn. Nói Thiên Tâm chỉ cảm ngộ tiểu thừa Phật Pháp, đây là quá hồ ngôn loạn ngữ à. Chỉ là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch lại dám nói ra thứ này. Vân Nha Tự ba vị cường giả gương mặt cực kỳ tức giận không kìm được mà nói. Kẻ này quá mức làm càn. Ở trước mặt Phật tử mà còn dám múa rìu qua mắt thợ. Mặc dù bọn hắn để Phật tử ra ngoài nhưng vẫn luôn để ý, nào ngờ được Phật tử lại gặp được người như này. Một câu nói ban nãy bọn hắn còn cho rằng người trẻ tuổi có chút trí tuệ, nhưng mà hồ ngôn loạn ngữ đến bây giờ liền thấy vị này đúng thật là đang làm càn à. Còn mời thí chủ nói rõ, như thế nào mới là đại thừa Phật Pháp? Thiên Tâm không có nửa điểm tức giận mà cực kỳ thành kính nói. Tiểu Vân mỉm cười, bộ dạng vẫn cực kỳ như cao nhân, tay cầm chèn trà uống xong mới bắt đầu nói. Đã như thế có duyên ta liền truyền cho ngươi đại thừa Phật Pháp. Nhìn khung xanh hệ thống đưa ra hai lựa chọn, Tiểu Vân hắn liền mua lấy một quyển mang tên Đại Nhật Niết Bàn Kinh. Đại Nhật Niết Bàn Kinh vừa mua liền có rất nhiều thứ trực tiếp truyền thẳng vào não bộ Tiểu Vân. Tiểu Vân hắn không kịp cảm ngộ lại liền nhìn đến Thiên Tâm bắt đầu giảng xuống. Từng lời nói của Tiểu Vân vang đến ta Thiên Tâm cũng là lúc bên ngoài thiên địa xuất hiện dị tượng. Kim sắc quang mang ban đầu chỉ xuất hiện sau tầng mây không ai chú ý đến, nhưng càng lúc càng rõ hơn bao giờ hết. Kim sắc mang quang chiếu dài hàng trăm dặm, không chỉ ở yêu quốc còn ở tu tiên giới, cảnh tượng xuất hiện cực kỳ rung động lòng người. Sau kim sắc quang mang còn là Phật âm vang vọng đất trời, chưa dừng lại ở đó, bắt đầu có những hư ảnh dần dần xuất hiện trên bầu trời chiếu phủ toàn bộ thế gian. Toàn bộ thiên linh giới cùng lúc đều cực kỳ rung động một màn. Phật môn đệ tử nhìn thấy nhiều thấy được hy vọng, đây là hy vọng của Phật môn đại hương a. Phật môn bao năm lụi tàn bây giờ lại có cơ hội trở mình. Vân Nha Tự các cường giả nghe đến Tiểu Vân giảng xuống Phật Pháp cùng dị tượng xuất hiện không khỏi có phần run rẩy, có người cảm giác được trong cơ thể đang bốc lên một ngọn lửa hưng phấn không ngừng. Đây chính là cảm giác tìm ra được đại đạo chân lý. Tất cả đệ tử Vân Nha Tự cùng cường giả cấp cao lập tức quỳ xuống hướng đến phía Tiểu Vân cùng Phật tử mà cùng bái. Liên tục các đạo âm thanh vang vọng Vân Nha Tự. Bên dưới Vân Nha Tự âm thanh vang vọng, bên trên Phật quang phủ chiếu, kim liên rơi xuống, Phật ấn xuất hiện trên bầu trời cực kỳ nhiều. Một cảnh tượng cực kỳ rung động lòng người xuất hiện ở tu tiên giới. Đây là dấu hiệu Phật môn đại hưng. Phật môn muốn tái hiện huy hoàng rồi sao? Đây là Phật môn Phật tử tìm được chi sư à? Một thế này Phật môn muốn đại hưng rồi. Rất nhiều đại năng ở thiên linh giới lên tiếng, Phật môn tạo ra bậc này dị tượng không khỏi làm người khác cảm khái. Bao nhiêu năm rồi à? Phật môn đều như ngọn cỏ trước gió, thế nhưng giờ này lại muốn quật khởi rồi. Thiên linh giới các đại năng đều xuất quan ra quan sát lấy dị tượng này. Dị tượng này ban đầu còn chưa hẳn phô trương nhưng càng lúc càng kinh khủng. Các đại năng vừa ra liền thấy trên bầu trời xuất hiện tới một hư ảnh thật lớn, cả người mang lấy một cây hàng ma trượng. Đây là Phật tổ. Phật tổ xuất hiện.
Nhưng mà điều làm cho không ai ngờ tới lại chính là Phật tổ này xuất hiện cũng bắt đầu đọc lấy công pháp Tiểu Vân đang truyền thụ lại cho Thiên Tâm. Phạm âm vang vọng đất trời bấy giờ mới tạo ra kinh khủng dị tượng như thế. Mà bên dưới những Phật tử thấy Phật tổ xuất hiện liền nhao nhao cùng quỳ xuống bái kiến Phật tổ. Thiên linh giới một cảnh tượng không ai ngờ tới liền đang diễn ra. Thời gian trôi qua 5 phút liền thấy dị tượng cũng dần dần yếu đi. Dị tượng yếu đi đơn giản bởi vì Tiểu Vân hắn truyền lại công pháp cũng đã xong. Vốn dĩ hắn định sẽ truyền cho người này toàn bộ nhưng mà cái gì cũng cần có đường lui à. Tiểu Vân hắn vẫn phòng ngừa bất chấp một chút liền truyền một nửa bộ cho Thiên Tâm sau đó liền dừng lại. Tiểu Vân và Thiên Tâm bên trong cũng không biết bên ngoài động tĩnh. Tiểu Vân hắn truyền lại công pháp liền ngồi đó lặng lẽ chờ Thiên Tâm tỉnh lại. Thiên Tâm cũng không mất bao lâu liền từ trong cảm ngộ tỉnh lại. Vừa tỉnh lại Thiên Tâm liền lập tức quỳ xuống hướng Tiểu Vân hành lễ nói, đa tạ trí giả chỉ bảo. Quân Huyền hắn chỉ mỉm cười cánh tay đỡ lấy Thiên Tâm để nói, không cần như thế gặp nhau là duyên ta truyền ngươi công pháp cũng không tính là gì. Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy, từ nay thí chủ chính là Thiên Tâm chi sư. Thiên Tâm vẫn liên tục khẳng định khiến Quân Huyền cũng chỉ mỉm cười không biết nói gì thêm. Bốn người ngồi nói chuyện thêm một chút liền rời đi. Thiên Tâm hắn đạt được tâm nguyện của mình liền trở về Vân Nha tự, còn Quân Huyền cùng hai nữ liền trở về Thăng Tiên Đỉnh. Mất thêm một ngày đường thời gian Tiểu Vân hắn liền đến Thăng Tiên Đỉnh. Chỉ mới đứng ngoài tiểu viện nhưng Tiểu Vân và hai nữ đã nghe được tiếng nói chuyện bên trong. Bên trong tiếng nói chuyện chính là của Tiểu Điệp, Lục Du Du cùng hai vị Thanh Tiên và Y Tiên. Đại Hắc Cầu cũng không còn giữ lấy hình dáng cục bông bữa mà trở về nguyên dạng, nhanh chóng chạy xuống dùng chân mở ra cánh cổng. Thăng Tiên Đỉnh chủ nhân cuối cùng cũng trở về. Tiểu Vân hắn cũng không biết được một khắc khi hắn bước chân vào tiểu viện của mình cũng là lúc thiên linh giới mới thật sự nhấc lên sóng gió. Tiểu Vân hắn đi qua ma giới liền nhấc lên ma giới sóng ngầm, đi qua yêu quốc liền nhấc lên yêu quốc chiến tranh cùng thay đổi. Tu tiên giới không cần hắn đi dạo quanh mà hắn chỉ cần truyền lại một hai câu công pháp cũng đã đủ khiến tu tiên giới thay đổi rất nhiều. Tiểu Vân hắn hành động bình thường nhưng mỗi hành động đều cực kỳ kinh khủng, chỉ cần thêm vài đại động tác nữa sợ rằng có thể khiến thiên linh giới đổi chủ à. Tiểu Vân về trước tiên liền hỏi thăm tình hình Tiểu Điệp. Hắn mặc dù đi ra ngoài nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho nàng. Tiểu Điệp nàng tiến vào chiến trường A, nơi đó sống chết cách nhau cực gần, thế nên Tiểu Vân hắn liền lo lắng cho nàng nhất. Về đến nơi nhìn thấy nàng hắn liền không ngừng hỏi thăm. Tiểu Điệp thấy Tiểu Vân cũng mỉm cười rạng rỡ. Nàng lần này có thể mở ra một con đường máu mà trở về cũng nhờ Tiểu Vân ca rất nhiều. Nếu không có những bảo bối của Tiểu Vân ca ở bên thân sợ rằng nàng cũng không thể bình an trở về. Hỏi thăm một chút sau đó Kim Như Ngọc lại giới thiệu bản thân liền cùng ngồi xuống nói chuyện. Sáu người mặc dù có cách biệt về tuổi tác, cảnh giới nhưng khi ngồi trong tiểu viện này đều thoải mái nói chuyện không một chút xa cách. Tiểu Vân hắn liền nhân cơ hội này nấu tới một món đặc biệt, món này đương nhiên là lẩu rồi à. Bao nhiêu ngày đi qua ma giới cùng yêu quốc dù thích thật nhưng đồ ăn luôn không hợp khẩu vị. Nay nhân tiện đủ người kèm thêm ai cũng mới trở về liền nấu một bữa thật ngon ăn vậy. Nồi lẩu Tiểu Vân chọn chính là một nồi lẩu hai ngăn có ngăn cách ở giữa. Một bên sẽ là phần nước dùng cay, một bên nước dùng liền thanh đạm. Nồi lẩu vừa đặt lên năm nữ nhìn tới liền như cảm thấy chính mình vừa chạm tới âm dương đại đạo. Nồi lẩu chia đôi này không khác gì một vòng tròn thái cực âm dương cả. Công tử lần này muốn qua bữa ăn giúp các nàng cảm ngộ âm dương sao? Thiên Mị nàng như có phần nghĩ nghĩ. Nàng là hồ tộc, công pháp cũng thiên mạnh hơn về âm. Nếu ở đây thiếu cân bằng nhất liền chính là nàng. Chả nhẽ công tử thật chuẩn bị bữa ăn này là vì giúp nàng sao? Tiểu Vân hắn nào có để ý mọi người suy nghĩ, hắn đặt ra 10 phần đồ ăn khác nhau lên bàn kèm theo nước chấm và rau sau đó bắt đầu nhập tiệc. Nhìn nam nữ còn liên tục quan sát đồ ăn như cố nhìn ra thứ gì đó, Tiểu Vân hắn liền phải khai đũa trước. Trước tiên liền bỏ chút thịt vào a, sau đó lại cho thêm thứ khác. Nam nữ cũng lần đầu ăn tới món này liền cảm giác cực kỳ lạ lẫm. Năm nàng liền hành động có chút giống với Tiểu Vân, nhưng mà đến khi các nàng dùng tới đồ ăn thì liền khác. Không nói tới độ ngon của đồ ăn vì nó đã ở đẳng cấp khác rồi, chỉ cần nói tới năng lượng nó mang lại các nàng cũng khó mà miêu tả được. Tiểu Điệp cùng Lục Du Du tham gia vấn thiên chiến trường trên người đều mang thương thế, đều bị ảnh hưởng cũng đều bị tổn hại chưa hồi phục hết được. Nhưng mà khi các nàng ăn xuống đồ ăn liền cảm giác như bản thân được nạp lại đầy đủ năng lượng vậy. Cả người cảm giác tràn đầy sung mãn, bây giờ một đấm bình thường cũng đủ hạ bất kỳ một chút cơ nào rồi à. Thiên Mị thì liền khỏi cần nói gì thêm. Nàng tham gia một chiến ở Hoàng Thiên Tông hao tổn trên thân cũng không hề ít, bản thân trở về hồ tộc cũng chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu liền đã phải trở về Thăng Tiên Đỉnh. Nàng sức lực, năng lượng đều thật sự như cạn kiệt. Thế nhưng mà khi ăn vào nàng cảm giác đây thật sự là mỹ vị nhân gian. Ở hồ tộc mặc dù được hầu hạ đồ ăn nhưng cảm giác không ngon, nàng liền tích cốc bế quan tu luyện. Nhưng mà khi trở về Thăng Tiên Đỉnh của công tử lại hoàn toàn khác. Trở về nơi đây nàng không có cách nào từ chối đồ ăn của công tử được.
đến nước trà công tử pha ra cũng đã ở một cấp bậc rồi. Công tử thật sự luôn có cách khiến mọi thứ trở nên ngon hơn à. Kim Như Ngọc nàng ăn vào liền cảm thấy bản thân mình thật muốn đột phá lên một tiểu cảnh giới. Mặc dù trước đó nàng mới từ nguyên anh cảnh lên hóa thần cảnh chưa lâu nhưng mà khi ăn vào đồ ăn của công tử thì lại cảm giác như đã tích đủ liền sẵn sàng đột phá rồi à. Trước đây nàng mới chỉ cảm nhận được nước trà công tử pha có công dụng đặc biệt giúp nàng chạm đến đạo cấp độ kèm theo linh lực mạnh mẽ. Nhưng nàng nào có ngờ tới được đồ ăn công tử nấu cũng là bậc này mỹ thực à. Không chỉ quá ngon mà còn mang theo quá nhiều linh lực bên trong. Mặc dù nàng mới ăn tới miếng thứ hai nhưng toàn thân đã cảm giác muốn đột phá liên tục rồi à. Thanh Tiên và Ý Tiên cũng lại không khác hai người kia. Hai nàng mới đột phá hóa thần bao lâu đâu à. Phải biết là cảnh giới càng cao muốn tăng thêm một tiểu cảnh giới sẽ càng khó nhưng mà ở bên công tử thì lại không bao giờ có chức khó đó cả. Ngươi thử ăn một bữa ăn như này xem, sợ rằng đột phá một đại cảnh giới liền có thể à, chứ đừng nói đột phá một tiểu cảnh giới là cái gì. Nhưng mà bữa ăn cũng chưa dừng lại ở đó, Tiểu Vân hắn cũng không chỉ chuẩn bị mỗi lẩu cho bữa ăn này. Đồ ăn chính đã có thì đi kèm cũng phải có tráng miệng và nước uống. Đúng vậy, thứ tạo thêm vị ngon chính là nước uống. Năm người chỉ kịp nghe thấy tiếng bật lon vang ra kèm theo tiếng ga đi kèm. Chính xác, Tiểu Vân hắn còn chuẩn bị cả coca để ăn lẩu uống cùng. Mỗi người một lon coca lạnh để ăn cùng lẩu nóng. Thấy Tiểu Vân mở ra lon nước, các nàng cũng liền mở lon nước bên cạnh theo cùng uống. Các nàng uống đến đâu liền có thể cảm nhận đến đây. Uống xuống ngụm coca nào liền cảm nhận lượng linh lực mạnh mẽ tràn vào cơ thể, không ngừng cảm giác như có một nguồn năng lượng vô tận đang tràn vào không ngừng vậy. Ăn lẩu nóng lại có coca đi kèm thật sự không có gì để tả nổi. Vốn dĩ bữa ăn sẽ có thêm phần tiếng nói nhưng mà các nàng bị hai thứ đồ ăn này cuốn hút đến mức nghẹn họng. Nói đúng hơn chính là các nàng liên tục bị linh lực tràn vào trong cơ thể nhiều đến mức không nói thành lời được. Bữa ăn còn chưa tới nửa bước đã thấy Tiểu Điệp cùng Lục Du Du lập tức xin phép ra ngoài. Hai người hướng thẳng cánh cổng tiểu viện phóng ra bên ngoài nhanh chóng. Không cần nói nhưng mấy nữ bên trong cũng biết hai người làm gì. Hai nàng mới chỉ là trúc cơ kỳ không chịu được nhiều linh lực như thế liền phải ra ngoài sớm đột phá à. Cảnh giới cao có lợi chính là như thế này à, có thể ở cạnh công tử lâu thêm một chút. Thời gian cũng không lâu liền thấy Kim Như Ngọc đứng dậy xin phép ra ngoài. Kim Như Ngọc mặc dù là phản hư kỳ nhưng cũng không trụ được lâu liền phải xin ra ngoài đột phá. Kim Như Ngọc vừa ra ngoài tiểu viện liền thấy hai nguồn sóng linh lực truyền đến. Hai nguồn sóng linh lực này không của ai khác mà chính của Tiểu Điệp và Lục Du Du. Tiểu Điệp và Lục Du Du vừa đột phá nhưng vẫn chưa trở lại. Hai nàng cảm giác đây chính là cơ hội ngàn năm có một để tiến tới một bước kia, kim đan cảnh giới. Thanh Tiên, Y Tiên và Thiên Mị cũng không trụ được thêm lâu hơn, lập tức liền xin ra bên ngoài để lại Tiểu Vân với dấu hỏi chấm trên đầu. Không phải chỉ là bữa ăn lẩu bình thường rồi sao, làm sao mới đến nửa bữa mọi người liền xin ra ngoài hết à? Đồ ăn đều mua từ hệ thống và trong vườn nhà hắn đều là đồ mới, bếp lẩu cũng không vấn đề gì, cũng không thể đau bụng được. Thế nhưng mà giờ lại ra ngoài liên tục, hẳn là hắn làm món lẩu này mới ngon quá nên các nàng ăn không kìm được phải ra ngoài chút mới vào ăn tiếp được đi. Thời gian không lâu liền thấy các nàng trở về đầu tiên chính là Tiểu Điệp. Tiểu Điệp trở về mang theo sắc mặt có phần ửng hồng kích động, cả người mang theo một khí chất như tu tiên đắc đạo vậy. Không sai, nàng thành công trùng kích kim đan cảnh. Vốn tưởng ở Vân Thiên chiến trường tổn hại có chút lớn, thời còn sẽ phải tốn thêm thời gian mới có thể trùng kích kim đan cảnh. Nhưng Tiểu Điệp nàng nào có ngờ tới lại chỉ cần một bữa ăn của Tiểu Vân ca lại có thể khiến nàng trùng kích được kim đan cảnh. Kim đan cảnh cũng có phân chia tư chất giống như trúc cơ, đều chia thành ba loại kim đan. Tiểu Điệp nàng mang tư chất thiên đạo trúc cơ đương nhiên cũng thuận lợi đột phá lên thiên đạo kim đan. Đạt tới kim đan không chỉ lực lượng tăng vọt mà đến cả thọ nguyên cũng tăng lên nhiều lắm. Ở luyện khí vẫn chỉ như tu luyện nội lực bình thường nhưng khi đạt tới trúc cơ thọ nguyên chắc chắn trên 100. Đợi đạt đến kim đan thọ nguyên còn tăng vọt lên gấp 5 lần. Thọ nguyên cùng thực lực đều tăng mạnh, đây mới là ý nghĩa thật sự của tu luyện à. Tiểu Điệp nhìn thấy Tiểu Vân không tự chủ được mà mỉm cười. Cơ duyên này toàn bộ còn đều nhờ Tiểu Vân ca. Vừa ngồi xuống Tiểu Điệp liền nhìn sang Tiểu Vân nhẹ nói, cảm ơn Tiểu Vân ca. Mặc dù chỉ đơn giản một câu cảm ơn nhưng bên trong hàm chứa rất nhiều thứ. Nàng không chỉ cảm ơn vì bữa ăn còn cảm ơn Tiểu Vân đã nâng đỡ cứu nàng khỏi nhiều lần sinh tử. Nếu không có Tiểu Vân ca nàng không biết bản thân đã thành bộ dạng gì nữa. Không có chuyện gì lớn, một bữa ăn mà thôi. Tiểu Vân nhẹ đáp, sau đó lại như nghĩ thứ gì liền nói tiếp, Tiểu Điệp à, ngươi giờ đã là tu tiên giả ở bên ngoài lịch luyện nhiều Tiểu Vân ca không theo được nhưng sư tôn ngươi thì khác. Sư tôn ngươi ở trạng thái hồn thể cũng không tiện à. Nghe Tiểu Vân nói thế không chỉ Tiểu Điệp mà đến cả Liễu Cửu Y bên trong ngọc bội cũng có phần khựng lại không ngờ tới. Đột nhiên vị này nhắc đến nàng là muốn làm gì à? Hồn thể không tiến trang nhẽ là. Đúng như Liễu Cửu Y dự đoán,
Tiểu Vân hắn liền nhẹ nhàng nói tiếp, ta đã có đủ nguyên liệu luyện đan giúp sư tôn của muội tái tạo lại thân thể. Chờ thêm vài ngày liền bắt đầu luyện, khi đó sư tôn bên cạnh muội cũng dễ hành sự hơn. Câu nói vừa rơi xuống liền thấy một đạo ánh sáng bay ra, Liễu Cửu Y nàng lập tức quỳ xuống, hai tay hành lễ nói, cảm ơn công tử ân tái tạo Liễu Cửu Y ta cả đời không quên. Không có việc gì, ngươi là muội muội ta, sư tôn giúp ngươi cũng là giúp sư muội ta một phần. Tiểu Vân từ lúc Xuyên Không đến cũng chỉ có Tiểu Điệp ở bên cạnh thân nhiều nhất. Thực lực tăng lên ngoài du hí cuộc đời cũng là muốn bảo vệ muội muội nữa, bây giờ có đủ hắn liền giúp muội muội một chút à. Liễu Cửu Y nghe vậy cũng liền mỉm cười gật đầu, cả người liền hóa thành một đạo trở về. Không phải nàng không muốn ở lại mà tiểu viện công tử lại đã có người tiến vào. Lần này người tiến vào chính là Lục Du Du. Nàng cùng Tiểu Điệp biểu hiện đều có phần giống, đơn giản bởi vì Lục Du Du nàng cũng đột phá được thiên đạo kim đan. Mà đột phá được thiên đạo kim đan phần lớn đều nhờ Tiểu Điệp cùng Tiểu Vân. Nếu không có Tiểu Điệp trợ giúp nàng trong vấn thiên chiến trường để nàng chạm tới thiên đạo trúc cơ thì nàng liền vô vọng với thiên đạo kim đan. Còn Tiểu Vân vị này liền không phải nói. Nếu không nhờ vị này nâng đỡ nàng sao có ngày hôm nay được. Lục Du Du trở về chỗ ngồi nhìn tới Tiểu Vân với ánh mắt cực kỳ tràn đầy cảm kích. Nàng vốn dĩ còn định cảm ơn công tử liền đã thấy Kim Như Ngọc tiền bối trở về. Kim Như Ngọc đột phá cũng không phải là đại cảnh giới nên trở về có chút nhanh chóng. Nhưng mà phải biết rằng, nàng mới đột phá lên phản hư thời gian gần đây Thời gian đột phá từ Nguyên Anh hậu kỳ lên phản hư trung kỳ trong một tháng. Nếu tin đồn này ra bên ngoài sợ rằng nhấc lên thiên linh giới một cơn sóng lớn. Kim Như Ngọc trở về không lâu liền đã thấy Thanh Tiên, Y Tiên cùng Thiên Mị cùng trở về. Ba nàng đều cùng đột phá lên hóa thần trung kỳ. Mỗi cảnh giới đột phá đều rất khó, đấy là đối với người ngoài Đối với công tử liền không như thế. Chỉ cần ở bên cạnh công tử cũng có thể liên tục tiến cấp rồi Sáu người liền tiếp tục ngồi ăn uống đến cuối cùng sau đó dọn dẹp. Các nàng đều vừa đột phá nên khi ăn vào liền đành tích lũy bên trong không tiếp tục đột phá nữa. Mà Tiểu Vân hắn ăn xong cũng liền làm việc quan trọng hơn. Tiểu viện của hắn chính là lại không đủ phòng Mặc dù chưa trả xong được nợ cho hệ thống nhưng Tiểu Vân hắn đành tiếp tục vay thêm một chút mở rộng ra thêm hai căn phòng. Một căn phòng cho Kim Như Ngọc, một căn phòng dành cho trường hợp có ai đến nghỉ lại. Tiểu viện của Tiểu Vân liền trở về yên bình nhưng bên ngoài thiên linh giới lại không được như thế. Tiểu Vân hắn truyền cho Thiên Tâm Phật Pháp, sau đó Thiên Tâm hắn liền lập tức trở về Vân Nha Tự. Vừa về đến nơi Thiên Tâm liên tục bị các trưởng lão cùng chủ trì hỏi câu chuyện vừa diễn ra. Thiên Tâm hắn cũng kể lại từng tận ban đầu từ khi gặp sau đó tiếp tục. Nghe Thiên Tâm những vị cường giả đều vô ý nuốt xuống một ngụm nước. Thiên Tâm hắn là thế này, Phật tử mà còn là Phật tử múa xuất chúng nhất. Hắn sở hữu được Phật tâm, có được thứ này tương lai rạng rỡ liền không cần phải bàn. Vốn dĩ Vân Nha Tự còn cho rằng không ai có đủ tư cách dạy dỗ vị này. Đến cường giả mạnh nhất Vân Nha Tự cũng chỉ dám chỉ bảo Thiên Tâm một hai, còn đâu liền là hắn tự thân tìm tòi được. Thế nhưng thế cục bây giờ lại khác, Thiên Tâm đã có người truyền đạo. Bất kể vị kia là ai thì vị kia chính là Thiên Tâm sư tôn, cũng chính là Phật tử chi sư. Thiên Tâm ngươi nhưng biết vị kia ẩn thế ở đâu Hay là thuộc về thế lực nào? Thiên Tâm hắn nghe đến đây liền im lặng đôi chút sau đó lắc đầu. Cái này liền là hắn quên hỏi Hắn nhận được vị kia truyền đạo sau đó liền không để ý đến những thứ khác. Mặc dù đệ tử không biết được nơi ẩn thế nhưng đệ tử nhớ rõ dung mạo, chỉ cần cho người vẽ tốt liền có thể vẽ lại được. Thiên Tâm vừa dứt lời liền thấy chủ trì gọi tới mấy người vẽ giỏi để vẽ xuống vị kia. Thiên Tâm hắn liền liên tục miêu tả để mấy người cùng bắt đầu vẽ. Bức họa cũng dần hoàn thiện nhưng mà khi nhìn tới Thiên Tâm hắn liền cảm giác hoàn toàn không đủ. Dung mạo có thể ra được một phần dù chỉ một phần nhưng đã đủ. Với vị ấy dung mạo liền không thể lẫn vào đâu được. Nhưng mà quan trọng chính là khí chất của vị đó lại không ai vẽ ra được. Cảm giác như chỉ gặp ngoài đời mới cảm nhận được mà thôi. Nhưng mà bức tranh đã ra liền đã được rồi Bức tranh vừa xong liền thấy trụ trì truyền xuống khẩu lệnh, bất kỳ ai cũng không được đắc tội vị trong tranh. Gặp vị này liền như gặp Phật tổ, phải cực kỳ thành kính cung kính. Ai đối địch vị này chính là địch với toàn bộ Vân Nha Tự. Trụ trì vừa truyền xong khẩu lệnh liền thấy các cường giả lập tức phát đi. Không chỉ mỗi Vân Nha Tự mà các thế lực bên cạnh hay Phật môn thế lực đều sẽ trong thời gian sớm nhất nhận được lệnh mà thôi. Trở lại với Thăng Tiên Đỉnh, sáng sớm hôm sau Tiểu Vân hắn đã đến gặp Tiểu Điệp. Tiểu Điệp nàng cực kỳ chăm chỉ, ăn uống xong cũng chỉ nghỉ ngơi một chút, trời vừa hửng sáng liền đã bắt đầu tu luyện rồi. Tiểu Vân hắn bước ra sân liền đã thấy Tiểu Điệp ở một góc ngồi xếp bằng tu luyện. Tiểu Vân vừa bước ra Tiểu Điệp đã cảm nhận được liền ngưng lại nhìn đến Tiểu Vân mỉm cười nói, Tiểu Vân ca sớm Tiểu Vân hắn gật đầu sau đó từ không gian hệ thống lấy ra một bình đan dược. Một bình đan dược cỡ trung nhưng bên trong chỉ chứa duy nhất một viên đan dược mà thôi. Đơn giản bởi vì đơn giản này quá mức hiếm có.
Tiểu Vân hắn phải tốn hơn 500 điểm mua nốt dược liệu từ hệ thống. Sau đó cùng với những dược liệu đã có luyện thành đan, đương nhiên quá trình này vẫn là phải nhờ tới hệ thống rồi à. Mà hệ thống gian thương liền lấy thêm 500 điểm phụ phí luyện đan mới luyện xong. Mặc dù chỉ một viên đan dược nhưng bên trong không biết ẩn chứa bao nhiêu tiên thảo đâu à. Trở về phòng muội một chút ca giúp sư tôn muội. Nghe Tiểu Vân nói điều này, Tiểu Điệp cùng với Liễu Cửu Y đều vô ý nuốt xuống một ngụm nước. Tiểu Vân ca hôm qua chỉ vừa mới nói sẽ giúp sư tôn tái tạo thân thể, hôm nay liền đã có thể thực hiện. Đây là bậc nào kinh khủng à? Chẳng lẽ Tiểu Vân ca trước nay luôn ẩn giấu đi bá đạo này của mình? Nhưng mà Tiểu Điệp nghĩ tới hình ảnh trước kia của Tiểu Vân vì một bữa ăn mà lao động vất vả so với hình ảnh bây giờ khác biệt một trời một vực. Thời gian chưa đến chục năm nhưng Tiểu Vân ca thay đổi thật đáng sợ à? Chính nàng cảm giác bản thân vượt lên số mạnh của mình đã là thay đổi kinh khủng, nhưng so với Tiểu Vân ca liền không tính là cái gì. Tiểu Điệp không dám chậm một chút nào liền cùng Tiểu Vân trở về căn phòng mình. Căn phòng của nàng được Tiểu Vân từ hệ thống mua đồ từ trái đất qua đây. Một căn phòng ở tu tiên giới nhưng lại có những vật phẩm của thời đại công nghệ. Đèn, tủ lạnh, điều hòa, máy phun xương, muốn kể ra thật sự hết chấp à. Tiểu Điệp tiến vào căn phòng liền thấy Liễu Cửu Y từ ngọc bội bước ra ngoài. Liễu Cửu Y bây giờ cũng đã không giữ nổi bình tĩnh, cả người có chút thật muốn sử dụng viên đan dược kia đây. Nhìn Liễu Cửu Y bước ra, Tiểu Vân hắn liền nhẹ nói, quá trình tái tạo thân thể này cực kỳ đau đớn, ngươi chắc chắn chịu đựng được sao? Mặc dù biết sư tôn của Tiểu Điệp vốn là chờ cơ hội tái tạo thân thể này, nhưng Tiểu Vân hắn cũng không thể không nhắc nhở trước. Từ dược lực của một viên đan dược để tái tạo thân thể, cảm giác đau đớn liền khó mà tả hết được. Liễu Cửu Y chắc chắn. Liễu Cửu Y ánh mắt cực kỳ kiên định. Ánh mắt của nàng như nói lên tất cả, nàng có thể chịu đựng được. Được rồi, Tiểu Điệp a phiền muội ra ngoài không cho ai vào. Trong vòng 3 canh giờ dù nghe thấy âm thanh như nào cũng không được tiến vào bên trong. Tiểu Điệp nàng cũng không dám trái liền để lại ngọc bội, sau đó lập tức bước ra ngoài đóng cửa lại. Bây giờ, Tiểu Vân hắn mới mở ra bình đan dược. Bình đan dược vừa mở ra liền cảm giác được dược lực bay khắp trong căn phòng. Cảm giác như hít vào một hơi dược lực đủ khiến người ta thông toàn bộ kinh mạch. Dẫn linh khí nhập thể cũng có tác dụng hơn nhiều lần. Từ trong bình đan bay ra một viên đan dược màu xanh. Viên đan dược ở trong bình chỉ tỏa ra dược lực mạnh mẽ, nhưng mà vừa xuất hiện liền khiến cả phòng tràn ngập tiên dược. Liễu Cửu Y nàng chỉ nhẹ cảm nhận một chút cũng đủ khiến trạng thái hồn thể của nàng mạnh mẽ hơn. Đây là bậc nào tiên đan à? Chỉ mới cảm nhận một chút đã như thế kinh khủng, nếu thật sự uống vào liền sẽ là bậc nào đây à? Bắt đầu thôi. Tiểu Vân nói xong liền hướng viên đan dược đến Liễu Cửu Y. Liễu Cửu Y cũng không chần chừ, đón lấy viên đan dược liền nhìn Tiểu Vân với ánh mắt chắc chắn cùng với một cái gật đầu khẳng định. Sau đó Liễu Cửu Y nàng liền nuốt xuống viên đan dược vào trong người. Thời gian 5 phút qua đi, Liễu Cửu Y nàng mới hấp thụ được chút da lông từ đan dược liền không có biểu hiện gì ra ngoài. Nhưng mà sau 5 phút liền thấy dần biến đổi. Cả người Liễu Cửu Y được một đạo ánh sáng trắng bao trùm này không nhìn thấy được bên trong. Đến cả Tiểu Vân hắn ngồi đó cũng không thể nhìn xuyên thấu. Nhưng mà hắn cũng không vội. Ánh sáng trắng xuất hiện liền đúng như hướng dẫn sử dụng rồi à. Viên đan dược bắt đầu phát huy tác dụng, ánh sáng xuất hiện cũng là lúc thân thể của Liễu Cửu Y dần dần được tái tạo. Tiểu Vân hắn cũng không vội liền ngồi đó chờ Liễu Cửu Y thành công. Viên đan dược đã bắt đầu nhưng hắn vẫn phải ngồi đó phòng trường hợp bất chắc xảy ra. Dù hắn tin tưởng hệ thống gian thương nhưng an toàn liền không thừa. Thời gian trôi qua 30 phút, ánh sáng trắng vẫn bao trùm y nguyên chưa có việc gì xảy ra. Thêm 30 phút vẫn là như thế. Phải đợi đến một tiếng đồng hồ sau liền bắt đầu thấy động tĩnh. Từ ánh sáng trắng xuất hiện tiếng hơi thở nhẹ nhàng, sau đó từ trong đó ra một đôi chân trắng mịn. Nhìn đến phần này, Tiểu Vân hắn liền cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm. Nhưng mà chưa kịp phản ứng, Tiểu Vân hắn liền thấy từ ánh sáng trắng bước ra một người. Người này không ai khác chính là Liễu Cửu Y. Liễu Cửu Y mượn nhờ đan dược cùng dược lực trong viên tiên đan tái tạo lại được hoàn mỹ thân thể. Thân thể của nàng so với trước kia không một chút khác biệt. Mà đến cảnh giới cũng được khôi phục lại đến hóa thần cảnh, mặc dù so với cảnh giới trước còn kém một chút nhưng nàng đang ở thăng thiên đỉnh A, vấn đề cảnh giới liền không phải lo lắng. Nhưng mà Liễu Cửu Y nàng cũng cảm giác không đúng lắm, nàng vừa tái tạo thân thể bước ra liền cảm giác không sai nhưng mà có chút lạnh. Liễu Cửu Y ánh mắt đảo quanh liền bỗng thấy gương mặt ửng hồng lên, nàng vừa tái tạo lại thân thể còn chưa có y phục A, mà ở bên dưới công tử giúp nàng canh chừng liên tục nhìn cũng là đã thấy rồi A. Tiểu Vân hắn trong hoàn cảnh như này cũng có chút khó xử, hơi ho lên một tiếng, sau đó từ không gian hệ thống lấy ra một bộ y phục ném tới Liễu Cửu Y, gương mặt que đi nơi khác nói, Liễu cô nương mới tái tạo ngục thể cẩn thận lạnh, trước mặt lại y phục đi. Tiểu Vân hắn dù quay đi nhưng trong đầu vẫn không khỏi nghĩ lại hình ảnh, không thể không nói a, không một vết muỗi đốt nào.
Liễu Cử Hy gương mặt đã bao năm không biến sắc giờ vô ý ửng đỏ, vội vàng khoác lấy y phục thay vào, cùng nghĩ đi chỗ khác để tan biến cảm giác ngượng ngùng. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn lại rơi vào một điểm đó, thật sự quá mức ngượng ngùng a. Tái tạo thân thể là chuyện đáng mừng nhưng nào ngờ rơi vào tình thế ngượng ngùng này. Đa tạ công tử tái tạo tri ân, Liễu Cử Hy cả đời này không quên. Sau này công tử chỉ một câu giao phó ta lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ. Liễu Cử Hy khom mình hướng Tiểu Vân hành lễ. Tiểu Vân hắn quay lại liền đỡ lấy nàng nói, không cần như thế, thời gian qua nhờ Liễu cô nương bảo vệ Tiểu Điệp mới giúp nàng bình an. Giờ Liễu cô nương lấy lại được thân thể hy vọng có thể bảo vệ nàng tốt hơn à. Liễu Cử Hy nghe đến đây có phần giật mình. Công tử vừa đang khen nàng nhưng vẫn có phần trách nàng. Cũng đúng à, nàng thân là sư tôn Tiểu Điệp nhưng nhiều lần vẫn không hộ Tiểu Điệp chu toàn, còn phải công tử ra tay mới hóa giải nguy hiểm. Công tử yên tâm, sau này ta liền bảo hộ Tiểu Điệp an toàn. Nàng là ta đồ đệ, ta chưa vong nàng liền không sao. Không cần phải đặt nặng như thế, mọi chuyện vẫn còn có ta à. Tiểu Vân hắn chỉ nói nhẹ nhàng nhưng câu nói mang đến bá khí không nhỏ. Liễu Cử Hy nghe tới câu nói này liền cảm giác như toàn bộ thế giới này đối địch, chỉ cần có công tử tại mọi thứ liền không vấn đề gì à. Đúng thật là đại lão, đơn giản một câu nói nhưng lại có thể động lòng người như vậy. Liễu Cử Hy chưa kịp cảm động xong liền thấy Tiểu Vân vỗ vai nàng nói, ra ngoài thôi à, Tiểu Điệp cũng mong ngóng sư tôn của nàng lắm đây. Tiểu Vân dứt lời liền bước ra trước, Liễu Cử Hy cũng chỉ mỉm cười ấm áp bước theo sau. Cánh cửa vừa mở ra liền đã thấy Tiểu Điệp đứng đó trông ngóng từ bao giờ. Không chỉ mỗi Tiểu Điệp, đằng sau cũng có thêm Lục Du Du, Thanh Tiên, Y Tiên và cả Kim Như Ngọc cùng Thiên Mị đều đứng chờ. Lần này nào có đơn giản là tái tạo nhục thể cho một người a. Phải biết là chuyện đó là chưa từng có ở Thiên Linh Giới. Thiên Linh Giới cũng có những cường giả chết đi nhưng vẫn có thể tiếp tục nhờ đoạt xá hoặc nương tựa lấy một thân xác nào đó. Tái tạo thân thể liền là cực kỳ hiếm thấy ở Thiên Linh Giới này. Dùng từ hiếm thấy ở đây chính là không muốn nói là lần đầu tiên xuất hiện. Sáu người không chỉ mong ngóng sư tôn Tiểu Điệp mà còn mong ngóng cả phương pháp tái tạo nhục thể. Nếu như công tử có phương pháp như thật sự quá nghịch thiên đi. Chiến đấu đến lưỡng bại câu thương cũng chỉ cần để lại một sợi tàn hồn liền có thể khôi phục. Công tử không ra tay thì thôi, một khi ra tay đúng là động lòng người. Mà Thanh Tiên, Y Tiên cùng Kim Như Ngọc và Thiên Mị đều có chỗ thắc mắc. Chẳng nhẽ các nàng tiến độ làm việc vẫn chưa đủ nhanh mới để công tử phải tìm tới thêm một người. Hẳn là có lẽ như vậy đi. Các nàng đều chỉ mới nắm được một chút, muốn hoàn thành việc lớn của công tử liền còn cần nhiều thời gian lắm à. Cánh cửa mở ra, Tiểu Vân bước ra trước liền lập tức nhận tới các câu hỏi như bác sĩ vừa bước ra từ phòng phẫu thuật vậy. Các câu hỏi liên tục truyền tới làm Tiểu Vân hắn chỉ cười nhẹ một tiếng, ngón tay chỉ về phía sau. Theo ngón tay Tiểu Vân chỉ liền thấy Liễu Cửu Y cũng bước ra. Liễu Cửu Y khoác trên mình bộ y phục màu trắng của Tiểu Vân càng làm tôn thêm nước da của nàng bây giờ. Nhìn Liễu Cửu Y tái tạo lại nhục thân lại sở hữu bậc này, nhan sắc thật đúng như một tiên nữ mới hạ phàm vậy. Đây, đến chính Tiểu Điệp nàng cũng không ngờ tới được sư tôn của nàng lại là bậc này nhan sắc a. Mặc dù nàng tiếp xúc với sư tôn nhiều, cùng sư tôn giao lưu cũng nhìn qua nhìn lại nhiều lần nhưng nàng không ngờ tới được sư tôn lại là một đại mỹ nữ đây. Cái gì mà yêu tộc đệ nhất mỹ nữ, ma giới đệ nhất mỹ nữ hay tiên giới đệ nhất hay họa tiên gì gì đó đứng trước sư tôn sợ rằng thật sự kém đi nhiều lắm. Đơn giản bởi vì Liễu Cửu Y không chỉ mỗi nhan sắc mà khí chất của nàng cực kỳ tốt. Chính khí chất đã nâng nàng lên rất nhiều. Sư tôn Tiểu Điệp nhìn đến Liễu Cửu Y liền lên tiếng trước. Liễu Cửu Y cũng tiến lên đứng cạnh Tiểu Điệp, cánh tay nhẹ nhàng đặt lên trên đầu nàng nhẹ xoa. Đồ đệ này liền là người trước đây đến bây giờ ưng ý nhất. Trước kia nàng ở trạng thái hồn thể liền không thể gần gũi, bây giờ liền khác biệt rồi à. Hóa thần cảnh bốn nữ còn lại nhìn đến cảnh giới của Liễu Cửu Y có chút im lặng. Vậy mà lại là hóa thần cảnh à? Liễu Cửu Y mới chỉ tái tạo lại thân thể, đồng nghĩa với tu vi cũng chỉ là mới lấy lại được 1-7 phần mà thôi. Nếu như nàng có thể lấy lại toàn bộ sẽ là cảnh giới ra sao? Hợp thể cảnh hay là đã là đại thừa cảnh rồi à? Không ngờ tới Tiểu Điệp lại có một sư tôn kinh khủng như vậy. Mặc dù so với ca ca nàng kém ra nhưng mà nhìn lại Tiểu Điệp nàng bối cảnh như thế ở Thiên Linh Giới có ai dám đối đầu nữa à? Tiểu Vân hắn cũng không đứng lại làm que nữa liền bước ra ngoài trước. Vừa bước ra khỏi nhà lớn Tiểu Vân hắn liền thấy cổng truyền đến một tiếng gọi cổng nhẹ. Chưa cần mở cổng Tiểu Vân hắn đã biết được người đến là ai. Cánh cổng mở ra liền đã thấy người đứng trước cổng chính là người Tiểu Vân đoán được trước, Thanh Long sứ giả. Trần công tử buổi sáng tốt a. Thanh Long sứ giả nhìn đến Tiểu Vân liền mỉm cười nói. Hắn ở tu tiên giới liền là sứ giả, sau lưng có chỗ dựa đến thế lực nào cũng sẽ được nghênh đón, nhưng mà ở tiểu viện này lại khác. Trước mặt vị này thì dù có chỗ dựa cũng chỉ như con kiến nhỏ bé mà thôi. Phong huynh khách khí, nay có chuyện gì mà phong huynh đến sớm như vậy à? Tiểu Vân hắn thật có chút tò mò.
Nếu tính theo giờ Việt thì bây giờ còn chưa tới 7 giờ sáng. Nếu như đến chơi liền không cần như vậy đến sớm. Hẳn là có chuyện gì gấp gáp đi. Thanh Long sứ giả cũng không có ngồi vào trong tiểu viện từ từ nói mà liền nói luôn, không dám giấu Trần công tử. Ta làm việc cho một người mà vị đó nghe danh tiếng công tử liền muốn cùng công tử gặp mặt một lần. Ô, Tiểu Vân hắn có chút ngạc nhiên thành tiếng. Hắn thực lực chính hắn cũng mới biết gần đây, danh tiếng thì làm gì có a? Là nghe ta nói về công tử kỳ nghệ nên chủ nhân có chút muốn đọ sức. Thanh Long sứ giả não nhảy số cực kỳ nhanh liền có được đáp án. Tiểu Vân hắn nghe thế liền hiểu ra. Nói về đánh cờ a, hắn chính là một cái kỳ vương đây. Xem ra lần trước đánh cho Phong huynh thua thảm bại liền không phục, giờ muốn phục thù đây. Phục thù liền để phục thù a, trên bàn cờ hắn liền không sợ ai đây. Là như thế a, Phong huynh muốn bao giờ xuất phát? Nếu Trần công tử không có việc gì thì trong ngày xuất phát cũng được. Còn nếu công tử có việc ta liền ở dưới chân núi chờ. Thanh Long sứ giả cũng không ép buộc thời gian liền cho Tiểu Vân tự mình lựa chọn. Vậy Phong huynh chờ chút, ta vào trong chuẩn bị sau đó liền xuất phát a. Tiểu Vân dứt lời liền tiến vào bên trong dặn dò một chút sau đó tiến vào phòng xem lại đồ đạc. Hắn có thể xuất phát luôn, dù sao trong hệ thống vẫn luôn có đồ sẵn a. Nhưng mà vẫn cần xem lại đồ đạc một chút nhỡ thiếu liền không ổn. Mà thời gian Tiểu Vân xem lại đồ đạc mấy vị bên trong nhà cũng biết được người đến là ai. Vậy mà lại tu tiên giới tứ đại sứ giả Thanh Long sứ giả. Mà Tiểu Vân là đi gặp Thanh Long sứ giả chủ nhân a. Nghe nói vị đó chính là một trong các đại năng ở tu tiên giới, cảnh giới chắc chắn đã trên đại thừa cảnh. Nhân vật như thế cũng đâu phải có thể tùy tiện là gặp được. Lần này Tiểu Vân thế mà lại đi gặp một nhân vật như thế à? Tiểu Vân cảnh giới vẫn luôn là một dấu hỏi chấm rất lớn. Có người tin hắn vô địch nhưng có người cũng liền cảm giác hắn chỉ mới chạm đến cảnh giới trên đại thừa mà thôi. Thế nên lần này công tử đi gặp chủ nhân của Thanh Long sứ giả sẽ có đáp án tất cả. Mặc dù như thế nhưng các nàng đều cầu Tiểu Vân có thể bình an trở về. Tiểu Vân hắn cũng không chuẩn bị quá lâu liền đã xong đồ đạc để cùng Thanh Long sứ giả đi tới gặp vị kia. Vì Tiểu Vân vị này thích lấy phàm nhân thân phận để dạo chơi nhân gian nên Thanh Long sứ giả cũng phải nói ra toàn bộ với chủ nhân của mình. Hắn còn bày thêm cách để Thanh Long sứ giả chủ nhân tiếp cận vị này dễ dàng hơn. Cách đó đương nhiên là mua lại một căn biệt phủ của một hoàng triều, đóng giả làm một thương gia giàu có. Hoàng triều này chính là một tiên triều có truyền thừa lâu năm, so với Đại Nam hoàng triều liền có cách biệt rất lớn a. Hoàng thượng của hoàng triều này cũng có tu vi rất mạnh nhưng mà khi chủ nhân của Thanh Long sứ giả đến vẫn hoàn toàn nghe theo hắn sắp xếp. Đến cả việc hắn đóng giả một thương gia cũng đã được hoàn toàn che kín không một kẻ hở nào cả. Tóm lại, thân phân liền đã xong. Giờ chỉ cần chờ công tử trong lời kể của Thanh Long sứ giả đến xem thực hư ra sao mà thôi. Thanh Long sứ giả sử dụng phi thuyền cỡ nhỏ đưa Tiểu Vân đến nơi chủ nhân đang chờ sẵn cũng không mất quá lâu thời gian. Tốc độ tu tiên giả chính là cực kỳ nhanh. Một tiếng đồng hồ liền đã thấy Thanh Long sứ giả đưa Tiểu Vân đến nơi. Đứng trước biệt phủ rộng lớn hoành tráng, Tiểu Vân hắn có chút cảm thán. Chính hắn cũng có lai lịch rất lớn nhưng giờ vẫn đang ở trong một tiểu viện nhỏ bé đây. Đương nhiên ở trong tiểu viện liền là do hắn lựa chọn rồi à. Mà vị chủ nhân của Phong huynh ở nơi xa hoa như vậy hẳn là một thương gia giàu có lắm a. Nếu như có quan hệ với người này hẳn là giúp Đại Nam hoàng triều có một đầu phát triển rất lớn. Tiểu Vân hắn vừa nghĩ xong liền cùng Thanh Long sứ giả bước vào bên trong biệt phủ. Thanh Long sứ giả dẫn đường liền thuận tiện một mạch tiến vào bên. Bên trong lính canh hay gian ô cũng không có ai dám ý kiến hay chặn lại hỏi đường gì. Biệt phủ mặc dù lớn nhưng chỉ tốn vài phút đi bộ đã đến được phòng chính. Bình thường một biệt phủ thường sẽ chỉ có lính canh các cổng và gian ô đi trong biệt phủ nhưng mà biệt phủ của vị này lại khác biệt. Canh phòng trong biệt phủ này cực kỳ nghiêm ngặt, có cả đoàn binh đi lại canh phòng. Mà trước cửa phòng chính cũng đứng lấy hai vị canh phòng. Hai vị này một người như một tảng đá bất động, ánh mắt nhìn xa xăm không rõ ý nghĩ. Một người lại khác biệt hoàn toàn thân tỏa ra mạnh mẽ võ ý, cả người như một tòa núi lửa chỉ cần chạm là múc. Hai người này nhìn đến Thanh Long sứ giả mí mắt một nhảy. Nhìn đến Tiểu Vân càng là cẩn trọng quan sát hơn bao giờ hết. Người mà tên Thanh Long sứ giả liên tục khen ngợi không ngờ lại là người trẻ tuổi bậc này a. Đây nào có phải cao nhân đắc đạo hay tu tiên đại lão gì. Nhìn tướng mạo cũng chỉ hơn người xuất chúng, khí chất cũng hơn người một chút mà thôi. Nhưng mà hai người cũng không dám cản bước liền mở cửa để Thanh Long sứ giả tiến vào bên trong. Bên trong phòng chính là một không gian cực kỳ rộng lớn. Từ cửa bước vào đã là một căn phòng rộng rãi nhưng mà không chỉ có một căn phòng mà còn một căn phòng phía sau nữa. Căn phòng trước liền là để đồ trang trí đơn giản, căn phòng phía sau mới là nơi uống trà tiếp khách. Giữa hai căn phòng liền thông nhau qua một cánh cửa. Thanh Long sứ giả tiến đến vị bên trong kia cũng đã biết. Mặc dù cánh cửa được thả xuống rèm bằng gỗ nhưng mà vị bên trong như nhìn xuyên thấu toàn bộ.
Nhìn Thanh Long sứ giả bước vào, vị này còn bình tĩnh như không, nhưng mà nhìn đến Tiểu Vân bước vào, tâm cảnh của vị này lại dậy sóng. Đã bao nhiêu năm rồi à? Tâm cảnh trước nay luôn tĩnh như nước, bây giờ lại dậy sóng. Nhìn đến Tiểu Vân chỉ tùy ý bước đi, nhưng vị kia lại không thể kìm lại tâm cảnh của mình. Những người ở dưới hắn cảnh giới còn quá nhỏ bé không nhận ra được, nhưng mà hắn liền khác biệt. Hắn đã là một tầng khác của thiên linh giới, nhìn đến vị kia liền biết được à. Người này mặc dù bước đi nhẹ nhàng nhưng mỗi bước đi lại tràn ngập đạo vận. Đây là cảnh giới cấp bậc nào à? Hắn mặc dù đã chạm đến ngộ đạo cảnh nhưng cũng không thể làm đến như thế. Nhưng vị này lại khác biệt, mỗi động tác, mỗi bước chân đều chứa tràn ngập đạo vận cả. Thanh Long sứ giả chủ nhân không kìm được liền lập tức từ bàn uống trà căn phòng bên trong đứng dậy bước ra căn phòng bên ngoài. Vị này vừa đứng dậy liền làm Chu Tước sứ giả đang đứng ở cánh cửa giữa hai căn phòng cũng giật mình không kém, vội vàng kéo bức rèm mở đường. Người tới còn không phải thiếu niên Đại Nam Hoàng Triều kia sao? Một thiếu niên của Đại Nam Hoàng Triều sao lại để chủ nhân đứng dậy ra đón được? Chu Tước sứ giả còn chưa kịp giải đáp suy nghĩ liền đã thấy chủ nhân của mình nhẹ nhàng nói, khách quý đến thứ cho ta không thể đón từ xa. Đây lại là cái tình huống gì? Chủ nhân của nàng gọi một thiếu niên là khách quý. Nhìn bề ngoài thiếu niên cũng chỉ hơn người khác một chút mà thôi, chẳng lẽ người này có lai lịch đằng sau? Nhưng mà có lai lịch bậc nào sao lại có thể ở Đại Nam Hoàng Triều được à? Tần lão không cần phải như thế khách khí. Lần này ta đến đây cũng là vì nghe nói tần lão kỳ nghệ, còn phải làm phiền tần lão đây. Tần lão? Chu Tước nghe tới hai từ này còn như không tin vào tai mình. Chủ nhân của nàng đúng là họ Tần, nhưng mà cách gọi như thế nào đến phiên thiếu niên này có thể gọi được à? Những người có thể gọi chủ nhân của nàng như thế trước nay chưa từng có một ai cả. Không phiền, không phiền, Trần công tử tiến vào trong trước à? Tần Hoàng cười cười đi trước dẫn Tiểu Vân vào bên trong. Tiểu Vân hắn cũng theo bước chân Tần Hoàng tiến vào bên trong. Thanh Long sứ giả cũng không có đãi ngộ như thế liền ở trước cánh cửa cùng Chu Tước sứ giả đứng. Thanh Long sứ giả đứng đây nhìn đến gương mặt Chu Tước sứ giả không khỏi cười trong lòng. Cả ba người, đúng vậy, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vêu, không một ai tin hắn cả. Không một ai tin ở thăng tiên đỉnh của Đại Nam Hoàng Triều có thể sinh ra một cao nhân ẩn thế gió thì sao? Nhìn lại bây giờ à, tự thân chủ nhân phải ra nghênh đón. Mà chủ nhân gọi vị này là gì? Trần công tử à? Tuổi tác của chủ nhân cùng Tiểu Vân cách biệt bao nhiêu lớn à? Nếu như gọi cũng liền xưng hô tiểu bối tiền bối à? Nhưng mà không thể, chủ nhân lại gọi Trần công tử. Chỉ dựa vào cách gọi này đã nói lên toàn bộ rồi à? Ban đầu ba người còn đều không tin hắn, cho rằng hắn là một kẻ ngốc. Nhưng giờ thì Trần công tử đã đến, kết quả đẹp mặt sớm cũng sẽ có mà thôi. Chu Tước sứ giả vẫn còn như không tin vào mắt và tai vừa chứng kiến những thứ gì. Ánh mắt nhìn vào bên trong còn khó tin là thật. Vị kia thế mà đang cùng với chủ nhân của nàng ngồi đối diện à? Ngồi ở vị trí đó phải bậc nào tu vi? Phải có bậc nào năng lực mới có thể ngồi à? Thế nhưng thiếu niên kia thật sự đang ngồi mà còn cùng với chủ nhân của nàng ngồi uống trà à? Sớm nghe Phong Lạc Vũ nói ở Đại Nam Hoàng Triều xuất hiện một người trẻ tuổi xuất chúng, kỳ nghệ cũng cấp bậc tông sư. Ta ban đầu còn có chút không tin tưởng nhưng giờ gặp mặt liền đã thấy hoàn toàn nói đúng rồi à? Tân Hoàng ngồi đối diện Tiểu Vân cười mà như không phải cười nói. Chính hắn ban đầu cũng không có tin tưởng một thế lực mới phi thăng sẽ xuất hiện được cao nhân, nhưng mà khi chứng kiến vị này thì hắn suy nghĩ đã hoàn toàn khác. Đại Nam Hoàng Triều thật xuất hiện cao nhân à? Đến bây giờ hắn cũng đã lý giải được vì sao Đại Nam Hoàng Triều lại ra được khí vận Kim Long. Có vị này tọa chân có khí vận Kim Long cũng không phải chuyện gì lạ à. Tần lão quá khen, ta chỉ hiểu biết một chút kỳ nghệ mà thôi. Quá khen hay không liền thử là biết à. Tần Hoàng mỉm cười chỉ sang bên cạnh bàn cờ đã xếp sẵn. Bàn cờ này cũng không hề đơn giản chút nào, toàn bộ nguyên liệu đều thuộc hàng thượng đẳng. Cảnh giới nếu ở dưới hợp thể cảnh đến quân cờ chắc chắn cũng sẽ không nhấc nổi. Mà nếu cảnh giới tinh thần và thần hồn không đủ chỉ mới chơi một ván cờ chắc chắn đã không trụ nổi. Tần Hoàng ban đầu lựa chọn bàn cờ này vốn là để thử xem thiếu niên Phong Lạc Vũ nói có thật xuất chúng hay không, nhưng mà chỉ nhìn bước đi hắn đã có đáp án. Bàn cờ này đối với vị này ngược lại chỉ là trò trẻ con mà thôi. Tiểu Vân hắn nhìn sang bàn cờ bên cạnh, nước trà cũng đã có. Vị tần lão này cũng thật là nóng vội à. Hắn vừa mới đến nơi đã liền muốn tỉ thí một hai rồi. Còn chưa cho hắn có thời gian nghỉ ngơi chút nào đây. Nhưng mà cũng không sao à, về chuyện chơi cờ hắn liền có thể tiếp được. Đã tần lão chuẩn bị sẵn liền chơi thôi à. Tiểu Vân hắn nhẹ đáp sau đó liền kéo lấy bàn cờ về đúng chỗ bắt đầu cùng tần lão thử một hai. Trần công tử, người trẻ tuổi liền đi trước à. Tần Hoàng hắn cũng không vội một hai bước đi trước liền nhường thử. Dù sao nhìn thử vị này nhấc lên quân cờ cũng sẽ ra được một hai thử à. Tiểu Vân hắn cũng không khách khí mà đồng ý. Tay cầm lấy quân cờ bắt đầu hạ xuống. Một động tác cực kỳ quen thuộc nhưng mà rơi vào mắt tần lão lúc bấy giờ lại khác biệt.
chỉ đơn giản là nhấc quân cờ lên và hạ xuống, nhưng mà rơi vào mắt Tần lão lại không khác gì đang sụp đổ. Tần Hoàng hắn không biết vì sao mình bây giờ lại cảm giác thật nhỏ bé, cảm giác như chính mình sắp bị quân cờ kia đè nén, chỉ cần hạ xuống cũng đủ để đè chết hắn. Cái cảm giác nhỏ bé này đã bao lâu nay hắn chưa cảm nhận thấy rồi à? Tiểu Vân vừa hạ xuống một nước cờ mà Tần lão đối diện đã lấy tấm khăn lau mồ hôi. Vị trước mặt hắn này là thần nhân à? Hắn con mắt nhìn còn quá đơn giản, nhìn thấy vị này toát ra đạo vận đã là gì. Vị này ban nãy ra một đường kia mới thật sự đáng sợ. Vị này so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ nhiều lắm. Ban đầu hắn còn tưởng cảnh giới có thể hơn hắn một chút, nhưng giờ thì sai rồi. Hắn thật sai rồi à? Vị này không cùng thiên linh giới một cấp bậc. Tồn tại của vị này đã là một thứ không thể giải thích nổi. Dù không biết vì sao thiên linh giới lại xuất hiện nhân vật bậc này, nhưng có thể cùng vị này quen biết, cuộc đời đã không có hối hận rồi à? Sau này nếu hắn có thể kể cho con cháu, hắn cùng tiên nhân ngồi đánh công hỉ đến Tần Hoàng hắn đã mỹ mãn rồi. Tần Hoàng nghe thế liền mỉm cười, sau đó đứng dậy ra ngoài phân xuống việc chuẩn bị yến tiệc đãi khách quý. Chu Tước mặc dù còn chưa tiếp nhận được sự thật nhưng cũng không dám trái, liền làm theo lời chủ nhân nói đi chuẩn bị yến tiệc. Tần Hoàng chuẩn bị bữa tiệc chu đáo đón tiếp Tiểu Vân, sau đó liền chuẩn bị cho Tiểu Vân một căn phòng lớn nghỉ ngơi mới trở về chính mình căn phòng. Ngồi trong căn phòng này, Tần Hoàng liền nghĩ đến vị kia. Chắc hẳn hắn phải mời vị kia đến mới được, dù sao kỳ nghệ của vị kia mới có khả năng đánh 1-2. Đương nhiên trọng yếu ở đây không phải là đánh cờ, mà là hắn nhìn không ra trong nước của công tử có dụng ý gì. Vị kia chắc sẽ nhìn ra một chút. Dù sao là đại năng của Huyền Cơ Thư Viện sẽ có chút bản lĩnh nhìn ra Huyền Cơ đi. Tần Hoàng nghĩ một chút đã rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Từ khi hắn bước lên đại thừa kỳ đã không còn ngủ nữa, thế nhưng mà một lần cùng công tử đánh cờ lại như khiến hắn thoải mái ra rất nhiều. Ngủ lúc nào đến chính bản thân cũng không hề hay biết. Hôm sau, Tiểu Vân hắn liền cùng Thanh Long sứ giả ra ngoài một chuyến. Đã mất công đến đây cũng không thể về sớm như vậy được à, ít nhất cũng phải ở lại chơi một chút. Không thể không nói, vị trí biệt phủ của Tần lão chọn là nơi cực kỳ đắc địa à. Ở trung tâm Vương Thành, bước ra ngoài cổng đã gặp rất nhiều nơi bán hàng. Tiểu Vân hắn trước tiên liền đi thử xem Vương Thành phồn hoa. Nơi đây so với Đại Nam Hoàng Triều khác biệt nhiều lắm. Tiểu Vân hắn đã từng đi qua Vương Thành của Đại Nam Hoàng Triều, nhưng quy mô so với Vương Thành ở đây lại không đáng nhắc đến. Đại Nam Hoàng Triều Vương Thành so với Vương Thành này chỉ bằng 2/10 mà thôi. Chỉ cần nói như thế cũng đã đủ hiểu Vương Thành này rộng lớn ra sao rồi à. Mà ở Vương Thành này Tiểu Vân hắn bắt gặp không ít tu tiên giả, trúc cơ, kim đan, thậm chí nguyên anh hay phản hư đều có thể bắt gặp 1-2. Ở Đại Nam Hoàng Triều muốn gặp một kim đan liền rất khó, nhưng ở đây lại khác hoàn toàn à. Đương nhiên gặp nhiều tu tiên giả cũng có những tình huống xảy ra nhiều hơn, ví dụ như lấy cảnh giới hiếp người liền cũng không phải là không xảy ra. Vương Thành thị vệ canh gác cũng không quản được hết toàn bộ. Giống như bây giờ Tiểu Vân hắn liền đang thấy một đứa trẻ cùng với một kim đan kỳ đang tranh nhau mua một đồ vật. Không sai, trước mặt Tiểu Vân chính là đang như thế à. Đây chỉ là một hàng bán đồ bình thường nhưng lại để kim đan kỳ xuống cùng tranh đồ vật. Nhìn đến đứa trẻ mới chỉ tầm 8-9 tuổi kia, Tiểu Vân hắn lại nhớ lại những sáo lộ bài năm xưa. Còn không phải dạng nhân vật chính vô tình chọn được đồ vật lại phải cùng lão quái tranh nhau, tiếp theo gây thủ oan. Hoàn cảnh bây giờ so với những sáo lộ bài đó thật như rất giống à. Nếu như thế, thiếu niên đang đứng kia chẳng lẽ là khí vận chi tử? Hệ thống, cho ta thông tin thiếu niên kia. Tiểu Vân một ý niệm liền thấy khung xanh quen thuộc xuất hiện. Trước mặt Tiểu Vân liền ra đầy đủ thiếu niên kia tông ti họ hàng cùng tên tuổi, lý lịch. Tiểu Vân phàm Tiểu Vân nhìn đến cái tên này liền im lặng. Không phải hắn không biết nói sao, mà hắn thật không còn lời gì để nói. Họ Tiêu kèm theo tên dính đến chữ phàm. Đây thật sự là nhân vật chính hào quang rồi à. Mà chưa kể đến sáo lộ bài còn hết mức quen thuộc. Đợi Tiểu Vân phân tích ra thiếu niên kia lai lịch cũng là lúc kim đan cảnh kia đã chèn ép người xong. Một thiếu niên mà thôi, dù cho rất thân ở Vương Thành đi chăng nữa nhưng trên người tài lực nào có bằng được kim đan kỳ. Tiêu Vân phàm dù đến trước những vẫn bị kim đan kỳ mua lấy đồ chọn chúng. Phong huynh, trên người huynh mang đủ tiền không à? Phong Lạc Vu nghe Tiểu Vân hỏi có chút giật mình nói, ta mang theo hẳn là đủ đi. Bên thân có linh thạch lúc nào cũng có thể quy đổi. Tốt à, giờ huynh giúp thiếu niên kia một cháo. Sau ta trở về liền lấy tiền trả cho huynh. Tiểu Vân quá khách khí rồi, giữa chúng ta còn tính nợ nần sao, người đệ muốn giúp ta đương nhiên cũng không từ chối. Phong Lạc Vũ dứt lời liền tiến lên phía trước xử lý. Tiểu Vân phía sau cũng chỉ đứng xem không nói gì. Thế giới này vẫn còn có rất nhiều tu chân giả thân thiện đây. Phong Lạc Vũ là một, Tần lão cũng là một, mặc dù Tiểu Vân hắn gặp có cả tu chân giả không đặt người khác vào mắt, nhưng mà đối tượng của Tiểu Vân với thế giới này thật không tệ.
Phong Lạc Vũ bước lên giúp Tiêu Vân Phàm, chỉ trong chốc lát liền giành lại được đồ. Kim đan kỳ cảnh giới làm sao dám cùng nguyên anh cảnh cướp đồ a? Kim đan kỳ kia lập tức rút lui. Kim đan kỳ lui, đồ mua xong, Phong Lạc Vũ liền dẫn Tiêu Vân Phàm đến trước Tiểu Vân cảm ơn. Không phải hắn muốn Tiêu Vân Phàm cảm ơn, nhưng mà vị này liền nhất quyết như vậy, hết cách thật a. Phong Lạc Vũ hắn đành đưa Tiêu Vân Phàm đến. Dù sao chủ ý giúp đều là Tiểu Vân đưa ra cả. Không cần khách khí như thế, Tiểu Vân đỡ lấy Tiêu Vân Phàm sau đó lại nói tiếp, cũng đến giờ chưa liền tìm một tử lâu nào đó ngồi à. Tiểu Vân dứt lời, Phong Lạc Vũ không phản đối, Tiêu Vân Phàm càng là thuận theo. Ba người lựa chọn một tử lâu ngồi xuống ăn trưa. Bấy giờ Tiểu Vân hắn mới quan sát được đồ mà Tiêu Vân Phàm lựa chọn, đây là một bình để luyện đan cỡ nhỏ. Mặc dù nhìn bề ngoài có phần cũ rích mà còn như bị sét xỉ đến đen xỉ, nhưng mà phẩm chất thật không tồi. Có thể để hệ thống không đánh giá là giác phẩm liền là không tồi rồi à. Tiêu Vân Phàm liền là xuất thân từ Tiêu gia sao? Trước khi dọn đến đây, Thanh Long sứ giả đã nghe ngóng toàn bộ thông tin, đương nhiên cũng biết được tòa thành có mấy đại gia tộc. Vương Thành liền có 5 đại gia tộc lớn, liền là Tiêu gia, Mộ Dung gia, Long gia, Lâm gia cùng với Chu gia. Mang họ Tiêu trong Vương Thành dù không phải Tiêu gia dòng chính cũng sẽ là dòng phụ, nhưng cũng không thoát khỏi cùng Tiêu gia có liên hệ à. Ta liền là Tiêu gia dòng phụ. Tiêu Vân Phàm ăn nói có chút yếu ớt như thiếu nữ vậy. Dù sao ngồi ăn cùng hai người lớn hẳn về tuổi tác cũng không thể thoải mái được. Không cần phải tự ti xuất thân, ngươi thuộc Tiêu gia đã là hơn bao nhiêu người khác rồi. Chưa kể tới ngươi tư chất không tồi, biết đâu sau này liền sẽ có thể chuyển mình. Tiểu Vân tiện đũ gặp tới một miếng đồ ăn liền an ủi thêm một câu. Nghe Tiểu Vân nói câu này, Tiêu Vân Phàm vô ý mỉm cười. Tiêu Vân Phàm hắn mặc dù không có tu vi nhưng cảm nhận được khí chất trên hai vị đại ca này khác nhau. Từ Phong Lạc Vũ, Tiêu Vân Phàm liền cảm nhận tới khí chất có chút đè ép, lại có chút như khí chất từ chiến đấu mà sinh ra. Còn với Trần đại ca này, khí chất lại nhẹ nhàng hơn, khiến người ta cảm giác có thể gần gũi hơn nhiều. Cảm ơn Trần đại ca, chỉ là ta biết tư chất ta có hạn, có thể bước lên trúc cơ kỳ đã là rất khó rồi. Tiêu Vân Phàm lời nói có chút buồn nhưng mà vẫn không quên ăn uống một chút. Phong Lạc Vũ nghe thế liền nhảy não. Bước lên trúc cơ rất khó, nói như thế chẳng lẽ linh căn cấp bậc thấp nhất, ngụy linh căn. Mặc dù đoán được nguyên do nhưng mà Phong Lạc Vũ cũng không nói ra. Tiểu Vân hắn nghe xong cũng có riêng mình chỗ nghĩ nghĩ. Nhân vật chính hào quang của Tiêu Vân Phàm chắc chắn chưa xuất hiện, cũng vì thế mới chưa có nhiều thay đổi. Nhưng mà hẳn là sẽ không sai, mà sai hay không cũng không cùng hắn liên quan nhiều. Không sao, đừng tự ti, cố gắng tu luyện, thế giới bên ngoài rộng lớn vẫn còn chờ ngươi khám phá đây. Tiểu Vân hắn an ủi một câu sau đó cũng liền ăn uống một chút. Bữa ăn cũng kéo thêm một hai câu chuyện liền kết thúc. Trước khi rời đi, Tiểu Vân hắn cũng chỉ mượn bình đan dược sửa một chút, tiện thả vào 2 viên đan dược. Dù sao nghe Tiêu Vân Phàm nói cha mẹ hắn đang mang bệnh nặng, 2 viên đan dược này hẳn là có thể cứu giúp. Nếu đã không biết tới Tiêu Vân Phàm thì thôi, biết đến liền giúp một chút. Có lẽ Tiêu Vân Phàm không thể trở thành nhân vật chính nhưng mà giúp người cũng khiến trong lòng Tiểu Vân thoải mái. Tiêu gia, nơi ở của Tiêu gia dòng phụ, Tiêu Vân Phàm vừa trở về liền lập tức trở về phòng mình, đóng cửa xem lại bình đan dược. Ban nãy ở cùng hai vị đại ca không tiện xem, giờ trở về hắn mới lại nghiên cứu. Mở bình đan dược nhìn thấy một mẩy giấy cùng với 2 viên đan dược. Trên mẩu giấy còn ghi rõ công dụng, cách sử dụng đan dược. Nhìn đến như thế, Tiêu Vân Phàm vô ý mỉm cười. Tiêu gia cùng dòng họ, cùng dòng máu nhưng vẫn có thể lạnh lùng vứt bỏ nhau. Thế nhưng Trần đại ca chỉ cùng hắn gặp một lần lại nguyện ý giúp đỡ. Nếu sau này có cơ hội hắn liền nhất định báo đáp.